Tôn Thứ Nhất là cái cấu trúc của câu đàm. Giống như mình làm văn, mình làm thơ, thơ đường, thơ mới tự đục khả mát thôi vậy, xong tất. Cái bài đó vui thì có cái gốc đàm phải thế nào, bài đó buồn phải có cái thì đó là cái cấu trúc của câu đàm. Cũng như mình nói chuyện, cũng như mình nói liên quan là đơn giản thì đó là trúng điểm nào, mình nếu mình nói hoàng vinh và giản đơn thì không phải là cái nhân, không phải cái lối là tham gia của Việt Nam đó, thì đó là cái cấu trúc. Rồi cảnh bên cấu trúc đó nó còn cái vấn đề lên dây đời, bởi vì theo cái nhạc tài tử đó, bản nào thì dây nấy, không thể mượn cái dây này để làm cái bản kia được. Thành ra ví dụ như ở giờ lên dây đời mình làm cái bản vui
nó đàn vậy nó mới vui. Còn bây giờ thấy tôi đàn nè. Qua đã buồn. Thì giống như mình nói rằng ca vui mừng vui quá vui thì nó vui, mình nói vui mừng chẳng là cái vui sướng nó quá vui. Chẳng hạn như một cái cô nàng nói với cái anh chàng đó về đi, tất nhiên là đuổi đi về. Nếu cô nói là về đi, tức là về là dẫn. Thành ra cái chậm mau nó cũng quan trọng. Nè. Rồi cái đó là tiết tấu. Tiết tấu là cái câu nền chấm phá, nó có còn một nguyên nguyên nó chấm phá được. Nó có chậm. Ví dụ như cái câu nền chấm phá như vậy. Như tôi nền cho đoạn. Gia tài giao con tế ngoại nhân rất quớt.